Di Đà Phật, con cầu mong thổ thần thổ địa phò hộ độ trì, bữa nay con buôn mai bán đất và con cúng thổ thần thổ địa bịch cô bò và Nam Mô Di Đà Phật, và lại bốn phương tám hướng, và lại bốn phương tám hướng. Mới mà anh đúng không anh? Lượm rác đi. Tôi lượm. Chứ ai? Tôi
lượm. Lượm. Ê, tụi bay quá đáng. Người ta học sinh mới, bác ta trả tiền rồi, bây giờ bác ta lượm rác ra được không? Dạ, không sao đâu chị. Không sao hả? Dạ. Cho gửi nè, mấy cái bao bỏ vô sạch sẽ cho chị nha. Bạn ơi, bây giờ mình bỏ rác ở đâu? Bỏ đầu tôi nè. Đúng mặt hả? Trời đúng rồi. Bạn. Trời ơi, bạn ơi, sao bạn hiền quá vậy? Khác mà bạn không biết để đâu nữa hả? Để mình chỉ cho bạn nghe. Nè, đó, thấy cái thùng rác ở đằng kia không? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ để rác đó. Bạn thấy chưa? Thấy rồi hả? Đây! À, thấy vụ gì lạ không? Lạ gì? Vừa nãy mà ông Tùng chưa tới nữa. Mấy thôi, mấy nay tao để ý nha. Ông Tùng có hành động bất thường lắm. Ghê lắm, đi trễ hoài luôn. Mình bình thường mình đi trễ, ông chửi mình. Bây giờ nè, ông đi trễ. Ai chửi? Bay im hết, bay im hết. Cũng tại tụi bay thôi. Nãy bữa tao nói làm sao? Đừng có bầu ông là lớp trưởng. Bầu tao đi, ha. Một, hai, tụi bay nói thôi, bầu ông Tùng đi. Trong tụi là lớp trưởng, trong tụi là lớp trưởng đi. Cuối cùng bầu ổng cho đã giờ sợ ổng. Trời ơi, mày đâu học giỏi mà ông Tùng đâu, mắc gì tao mới bầu mày. Nhưng mà tao quỷ hơn ổng. Trời ơi, bầu mày nhặt cái lưỡng quá à. Hết chưa, hết chưa? Hết rồi. Để chấm cái mặt coi nó chuyện văn quá. Ai biết mày nhiều chuyện. Chuyện gì tụi bay nói chuyện đông sùm hết trơn á trời à. Trời ơi, hở ra lấy ông Tùng khè khè. Ê, lấy chuyện cho lấy chuyện. Dạ, dạ, lấy chuyện, dạ, lấy chuyện. Dạ, em không có nói gì trơn, chuyện không có đâu. Tại tôi nói chồng em tức em mới nói vậy thôi chứ đâu có nói xấu lúc chuyện lúc chuyện. Sướng cái miệng quá trời cái gì? Dạ không có. Xỉa sói thì tùm lum hết trơn phải không? Ở đây đây. Đây chào tất cả các bạn. Báo cáo với các bạn. Sở dĩ hôm nay tôi đến lớp hơi trễ là có lý do. Dạ chị lớp trưởng em đến trễ. Dạ. Ủa làm gì đi mặc áo dài trắng vậy trời? Đi đi học. Bộ tốt mà cần gì mặc? Thì bổ tốt phải nghiêm túc chứ, mình là người phụ nữ Việt Nam mà. Ôi da. Mấy bạn đi học mà chỉ đi chơi không à. Đi về chỗ ngồi. Nè. Tôi không có mua. Anh tặng á. Ôi được rồi các bạn im lặng. Báo cáo với các bạn, sở dĩ hôm nay lớp mình học hơi trễ là có lý do như thế này. Vừa rồi cô giáo dạy môn toán đã xin ngưng dạy vì lý do gia đình. Nhà trường đã điều về đây một thầy giáo mới. Các bạn học sinh chuẩn bị. Học sinh nghe. Chúng em kính chào thầy.